liên quan đến việc Bộ Ngoại giao đưa ra các bình luận về hoạt động của trường Đại học Fulbright Việt Nam. Phóng viên Truyền hình Quốc Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn với giáo sư Scott Frisson, hiệu trưởng trường Đại học Fulbright Việt Nam. Xin chào giáo sư Scott Frisson, cảm ơn ông vì đã dành thời gian để trả lời phỏng vấn của Truyền hình Quốc hội. Thưa ông, trong thời gian vừa qua thì đã có những thông tin không chính thống được chia sẻ về hoạt động giảng dạy của nhà trường. Thì trên cương vị là hiệu trưởng cũng như là người đại diện của trường Fulbright tại Thành phố Hồ Chí Minh, thì ông có suy nghĩ và chia sẻ như thế nào về những thông tin này ạ? Chúng tôi vô cùng sốc khi thông tin này lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua. Điều này thật sự ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của tập thể nhà trường khi những thông tin này được lan truyền trên mạng. Fulbright là một trường đại học tại Việt Nam dành cho người Việt Nam và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đặc biệt là chúng tôi đã luôn nhận được sự hỗ trợ về mọi mặt nhiều năm qua từ chính phủ Việt Nam. Chính vì vậy chúng tôi là đại học tại Việt Nam, chúng tôi tự hào được phục vụ đất nước Việt Nam. Chúng tôi luôn tôn trọng và tuân thủ tất cả những quy định pháp luật tại đây. Để xử lý vấn đề này, chúng tôi đã gửi công văn tường trình đến các cơ quan chức năng cũng như chính phủ để được hỗ trợ điều tra. Thưa giáo sư, như vậy là trước khi chuẩn bị bắt đầu năm học mới thì nhà trường đã có những kế hoạch nào để có thêm những hoạt động nổi bật nhằm thúc đẩy việc giáo dục tại Việt Nam cũng như là tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Mỹ ạ? Cảm ơn vì câu hỏi này. Đây sẽ là một năm học vô cùng tuyệt vời bởi cách đây 2 tuần, chúng tôi đã tổ chức thành công hội nghị mở rộng các chuyên ngành về AI và khoa học kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu đào tạo của sinh viên. Bên cạnh đó, Google cũng công bố sẽ hợp tác với Fulbright để nghiên cứu và đào tạo sinh viên trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo này. Chúng tôi đang hướng đến trở thành trường đại học đầu tiên ở Việt Nam lấy AI làm cốt lõi. Tiếp đó, chúng tôi cũng có kế hoạch hợp tác với chính phủ để thực hiện chương trình lãnh đạo cấp cao cho thành phố Hồ Chí Minh về việc tập trung phát triển trung tâm tài chính, chuyển đổi số và xanh. Đó là những kế hoạch mà chúng tôi rất hào hứng và mong muốn được thực hiện trong thời gian tới. Vâng, cảm ơn ông rất nhiều vì đã dành thời gian trả lời ngày hôm nay ạ. Cảm ơn ông. Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố cấu trúc để minh họa thi lớp 10 của 7 môn học để học sinh có hướng ôn tập trước khi thi đầu tiên theo chương trình mới. 7 môn này gồm ngữ văn, toán, tiếng Anh, khoa học tự nhiên, lịch sử và địa lý, giáo dục công dân, tin học. Theo công bố, đề ngữ văn và toán có hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút, các môn còn lại theo dạng trắc nghiệm với 60 phút. Trong đó, đề môn văn vẫn có 2 phần đọc hiểu và viết. Lần lượt 4 và 6 điểm, ngữ liệu trong sách giáo khoa sẽ bị hạn chế sử dụng nhằm khắc phục tình trạng học thuộc lòng. Yêu cầu số 2 có vẻ hơi khác biệt một chút khi mà chúng ta cần làm bài văn nghị luận xã hội. Chúng ta có thể thấy có sự khác biệt ở đây. Từ việc chuyển từ viết đoạn văn sang viết bài văn, chúng ta cần lưu ý điều gì? Thứ nhất là lưu ý về cấu trúc bài viết khi chúng ta phải đảm bảo 3 phần mở, thân và kết. Thứ hai là nội dung của bài viết. Nếu như trước đây Sở Hà Nội hay yêu cầu chúng ta viết một đoạn văn nghị luận xã hội khoảng từ 400 chữ, đối với đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông là 600 chữ, chúng ta đã quen việc triển khai đoạn văn nghị luận xã hội thì đây là một yêu cầu mới. Đề minh họa toán có 5 bài, gồm nội dung tư duy và lập luận, giải quyết vấn đề và mô hình hóa. Với các môn trắc nghiệm, số lượng câu hỏi từ 22 đến 40, mức điểm không chia đều cho từng câu. Tương tự định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo với đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm tới, đề thi tiếng Anh vẫn giữ nguyên hình thức thi trắc nghiệm như những năm trước. Và đề thi này thì cái tính ứng dụng của nó, cái tính thực tiễn cũng là của nó liên quan đến kỹ năng đọc hiểu rất là cao. Và vì thế là chúng ta cũng có thể là học tiếng Anh một cách thực tiễn để có thể vận dụng vào trong đời sống của mình. Tuy nhiên thì do đề thi này là đề thi 100% là trắc nghiệm, thế nên là nó vẫn tồn tại ra những cái nhược điểm. Đó chính là vì đề thi trắc nghiệm nên là chúng ta sẽ thấy là cái cách học tiếng Anh và đặc biệt là cái cách dạy tiếng Anh thì có lẽ sẽ vẫn đi theo cái mòn cũ là chúng ta học công thức này, học các cái dấu hiệu này để chúng ta có thể xử lý tốt, thay vì là chúng ta học thực tế, học bản chất để chúng ta có thể xử lý các câu hỏi trong đề bài. Năm 2025 là năm đầu tiên kỳ thi lớp 10 được tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông. So với chương trình cũ, nhiều môn được dạy tích hợp như lịch sử, địa lý và khoa học tự nhiên. Vì vậy, thông tin về định hướng đề, nội dung và số lượng môn thi được nhiều phụ huynh và thí sinh quan tâm. Với việc công bố đề minh họa cho cả 7 môn thi, người học vẫn còn băn khoăn liệu hình thức thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm học tới sẽ diễn ra như thế nào. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của thiên tai bão lũ thời gian vừa qua, nhiều điểm trường trên địa bàn tỉnh Sơn La bị thiệt hại cơ sở vật chất. Thậm chí có những điểm trường phải di chuyển đến vị trí mới để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Việc chuẩn bị cho năm học mới còn nhiều khó khăn, ghi nhận của phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Điểm trường Đèo Chèn thuộc địa phận xã Hua Nhèn, huyện Bắc Yên đã xuống cấp nghiêm trọng.
Đặc biệt, vị trí của điểm trường nằm ngay trong cung sạt trượt, nên nguy cơ bị đổ sụp có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Sau những cơn bão vừa qua, điểm trường này càng trở nên bất an toàn, nguy hiểm rình rập. Hàng năm thì cứ bắt đầu vào cái mùa mưa thì cơ thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy ở các lớp học đấy và các em học sinh, kể cả phụ huynh học sinh cũng không yên tâm. Nói chung là rất là lo lắng, bởi vì là thiên tai thì như các đồng chí cũng đã biết, đổ xuống lúc bất kể lúc nào cũng không thể ai lường trước được. Thế rất lo là khi mà thiên tai ập đến thì nó sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của các cháu. Không thể tiếp tục việc dạy và học trong điều kiện mất an toàn như thế, nên năm nay nhà trường mượn địa điểm, tận dụng vật liệu từ điểm trường cũ mang về đây để dựng tạm nên một căn nhà lắp ghép mái tôn. Các thầy cô giáo cũng tất bật lo chỗ ăn, chỗ ở, bán trú cho học sinh. Trước thềm năm học mới thì hiện tại là các thầy cô giáo là về cơ sở của mình và ổn định chỗ ăn, chỗ ở này và dọn dẹp cơ sở vật chất để khi mà các em đến trường, bắt đầu mùng 5 tháng 9 khai giảng xong là bắt đầu các em được học và ăn nghỉ tại chỗ là trên bán trú ạ. Điểm trường này sẽ có 83 em học sinh thuộc diện ăn ở bán trú. Các em đa phần là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều phụ huynh học sinh đã thông cảm với sự vất vả của thầy cô giáo nên cũng đã đến trường phụ giúp công việc. Tiện thể đi qua đây thì có thấy các thầy cô giáo đang dọn dẹp thì vào đây để giúp các thầy cô giáo dọn dẹp xung quanh. Vâng. Để cho các cháu nó vào đầu năm học mới cho nó đỡ bể bội. Một năm học mới đã cận kề, riêng điểm trường này thì đang có những cái bộn bề riêng do phải đi mượn cơ sở vật chất ở một điểm trường khác, ở một xã khác. Tuy nhiên đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã cơ bản và các thầy cô cũng như các em học sinh đã sẵn sàng cho năm học mới. Vinamilk truyền cảm hứng về phát triển bền vững và tinh thần sáng tạo đến các tuyển thủ robot trong hành trình hơn một tháng đồng hành cùng 1.500 thí sinh thi Robotaco WRO 2024. Cuộc thi đã tìm ra đại diện xuất sắc của Việt Nam tham gia giải thế giới tại Thổ Nhĩ Kỳ. Dự án sáng tạo robot giúp xử lý và dự trữ nước sạch cho vùng ngập mặn ở miền Tây Nam Bộ của đội đồng hành đến từ trường Trung học cơ sở Mỹ Phước Bình Dương đã xuất sắc giành chức vô địch bảng B4. Future Innovator, nhà kiến tạo tương lai, trong cuộc thi Robotacon WRO 2024. Năm nay, cuộc thi Robotacon WRO đã tìm ra 13 đội từ 8 đến 19 tuổi, xuất sắc nhất đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi World Robot Olympiad Thế giới diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 11 năm 2024 và 20 đội từ 6 đến 10 tuổi đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi sáng tạo robot quốc tế tại Singapore. Đồng hành cùng cuộc thi trong hơn một tháng trước thềm năm học mới, Vinamilk cùng ban tổ chức mang đến cho các thí sinh một sân chơi tư duy, tiếp cận thực tế ứng dụng robot vào hoạt động phát triển bền vững qua các ví dụ tại các trang trại Vinamilk Green Farm và các nhà máy hiện đại của Vinamilk. Từ đó góp phần truyền cảm hứng, khơi gợi sự sáng tạo và tìm giải pháp, ứng dụng công nghệ cho các hoạt động sản xuất, đời sống, hướng đến bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.